Chào mọi người. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi một ngày ở cấp tiểu học, trong đó đã nghiêm cấm việc cho bài tập về nhà làm đối với học sinh tiểu học đã học 2 buổi một ngày. Ngay sau khi chỉ đạo này được công bố trên các diễn đàn mạng xã hội đã nổ ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi khi có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Tương tự, Trung Quốc cũng tiếp tục có những nỗ lực giảm gánh nặng cho học sinh. Tiếp sau hàng loạt chính sách song giảm, tức giảm gánh nặng bài tập và lớp học ngoại khóa quá nặng cho học sinh ở giai đoạn giáo dục bắt buộc vào năm 2021, biện pháp tạm thời về xử phạt hành chính đối với lớp học ngoại khóa do Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành mới đây sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, tạo cơ sở cho xử phạt hành chính đối với các lớp học ngoại khóa, trong đó đề cập. Với trường hợp có website hoặc ứng dụng đào tạo có 2 nhân viên trở lên, cũng như có tổ chức bộ máy và phân công tương ứng là có thể nhận định là cơ sở tự ý tổ chức lớp học ngoại khóa. Hơn nữa, với những trường hợp như là lớp học trực tuyến, lớp học chui và lớp học thêm trên danh nghĩa khác đều yêu cầu phải dừng hoạt động xử phạt nặng. Đồng thời, xử phạt nặng đối với giáo viên trung học và tiểu học tại chức dạy thêm tại các lớp học ngoại khóa. Mình xin lưu ý mọi người là lớp học ngoại khóa bị cấm ở Trung Quốc là chỉ lớp học ngoại khóa các môn học chính gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh, chứ không phải lớp học kỹ năng, thể thao hay nghệ thuật. Và theo mình được biết, Việt Nam cũng có các lớp học ngoại khóa hay còn gọi là lớp học thêm như vậy. Phụ huynh Trung Quốc và Việt Nam dường như có sự kỳ vọng như nhau đối với con cái. Muốn con cái học giỏi, đạt thành tích cao, thi đỗ trường điểm. Học để thay đổi số phận dĩ nhiên là việc tốt, nhưng phương pháp và cách thức học đang có vẻ biến tướng. Học trên lớp hình như không đáp ứng được sự kỳ vọng của phụ huynh, thế nên các lớp học ngoại khóa ngày một sôi động. Mọi người hãy để ý xem con cái của các bạn xung quanh mình, có con nào không học lớp ngoại khóa cơ chứ? Tuy nhiên, những lớp học thêm này rốt cuộc có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng trong việc nâng cao thành tích của học sinh? Về các lớp học thêm, mình thấy tình hình Việt Nam và Trung Quốc giống nhau. Trước hết, các cơ sở sẽ thổi phồng một cách quá đáng về hiệu quả của các lớp học thêm khi quảng cáo, tuyên truyền, khiến một số phụ huynh sốt ruột mà không tiếc tiền đăng ký cho con học thêm. Hai là nội dung học thêm tại các lớp đó không đồng bộ với chương trình trên trường. Những nội dung vượt quá chương trình học khiến học sinh càng thêm mơ hồ đối với kiến thức đang học. Chỉ tính riêng thời gian chạy qua chạy lại từ trường đến cơ sở học thêm, vừa không đủ thời gian củng cố kiến thức các môn học trong trường, cũng không có đủ thời gian hiểu hết và tiếp nhận kiến thức tại các lớp học thêm. Huống hồ, giáo viên hướng dẫn lớp học thêm có sự khác biệt về bản chất với quan điểm và phương pháp dạy học của giáo viên trong trường, học sinh cũng cần có thời gian để làm quen. Ba là các cơ sở dạy thêm sẽ mời một số giáo viên nổi tiếng của các trường nổi tiếng với mức thù lao cao để đến dạy tại các lớp học thêm. Những giáo viên này ngoài lên lớp tại trường lại kiêm dạy thêm tại các cơ sở dạy thêm sẽ mất nhiều thời gian và sức lực, như vậy cũng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của họ trên lớp chính khóa. Đồng thời, dạy thêm tại các cơ sở dạy thêm cũng không có hiệu quả là bao. Bốn là các cơ sở dạy thêm có mục đích theo đuổi lợi nhuận khi tổ chức các lớp học thêm. Đây là sự khác biệt bản chất nhất so với trường công lập. Họ đầu tư lớn vào việc quảng cáo, tuyên truyền, xây dựng cơ sở và tuyển chọn giáo viên nên đòi hỏi cần có lợi nhuận. Tuy nhiên, sự nghiệp giáo dục không nên thúc đẩy bằng lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cần phải chỉnh đốn cơ sở tổ chức lớp học thêm. Tuy nhiên, theo mình, xử phạt nặng, tăng cường xử phạt các lớp học thêm vi phạm quy định dĩ nhiên là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là khơi thông nhu cầu của học sinh và phụ huynh đối với lớp học thêm. Nếu không, học sinh và phụ huynh vẫn có nhu cầu cải thiện điểm số, nhiều phụ huynh thậm chí chủ động tìm lớp học thêm vi phạm quy định cho con cái. Như vậy, giá thành đội lên do vi phạm quy định sẽ đổ lên đầu phụ huynh. Còn về thành phố Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc cho bài tập về nhà làm cũng vậy, không thể vơ đũa cả nắm. Khơi thông nhu cầu dạy thêm của giáo viên, nhu cầu của phụ huynh đối với bài tập về nhà mới là điều cốt lõi. Nếu không sẽ xuất hiện tình trạng phụ huynh sẽ thấy con học chưa đủ nếu không có bài tập về nhà làm, rồi đưa con đi học thêm. Tuy nhiên, khơi thông nhu cầu không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Ngoài cải cách hệ thống xếp loại học sinh, phát triển giáo dục hướng nghiệp và thúc đẩy đồng bộ việc bình đẳng nguồn lực giáo dục công lập ra, mình thấy điều quan trọng hơn là cần dựa vào việc cải thiện việc làm và nâng cao thu nhập. Vấn đề giáo dục luôn không chỉ là vấn đề của ngành giáo dục. Mọi người hãy xem Đức, từ giai đoạn mẫu giáo đến tiến sĩ đều miễn phí nhưng lại không xuất hiện tình trạng chạy đua giáo dục. Ở Đức có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ không nổi tiếng, nhưng thực tế lại là đầu ngành trên thế giới. Những doanh nghiệp này cần lao động trình độ cao, được trả lương hậu hĩnh. Như vậy, tội gì phải chạy đua bằng cấp? Có lẽ, đợi khi nào đất nước phát triển rồi, những vấn đề này đều sẽ không tồn tại nữa. Quan điểm của bạn là như thế nào? Trao đổi với Mạnh Linh nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ video của Mạnh Linh. Bye bye!